Xin chào các bạn. Hôm nay thì em cũng về được một ít hàng nha. Đây là hàng em về trong đêm. Giá này cũng là gần 11 giờ rồi. Thì em sẽ khui ra cho anh em xem một ít hàng bên em nhé. Em về được một ít thôi. Còn một số kia thì em sẽ về sau. Như em về được những cái con âm đi karaoke này. Đây, âm đi karaoke này là hàng bãi của Nhật nha. Đây, đây là hàng bãi của Nhật. Đi karaoke của nó đây. Thì những cái con âm đi karaoke này thì nó có thể đánh được một đôi bass 30 rất là hay nhá. Rất là tuyệt vời và mạnh. Em nút nguồn này. Còn những cái nút này là volin và nút echo và đây là nút volin của micro. Còn đây là ba nút volin của micro nha. Đây ba nút micro đây, mình có thể tăng volin ở đây. Còn những cái đường này là đường những cái đường như cái đường chỉnh bass chép này, chỉnh echo này, chỉnh divert này. Đấy thì nằm trong đây hết nhá, mình chỉnh đít thì mình sẽ quen. Đấy, nó có còn nút này là nút tắt echo nha. Đây này, tắt echo này. Đấy, con này là Abdi Karaoke BMB hàng của Nhật. Đấy. Có model là DAX X10 nha. Đấy, con này hát karaoke rất là hay. Hay kết hợp với lại loa Pioneer hay hoặc là loa Pioneer của Nhật ấy, đánh rất là hay. Còn mặt sau của nó đây. Đây mặt sau của nó là nó ghi model là DBX10 Made in Japan, còn điện 100V và công suất là 120W. Đấy, những cái dòng công suất như thế này thì nó rất là ít quá nhưng mà đánh tiếng rất là hay anh em nhé, đánh rất là mạnh luôn. Đấy, giá con này là 2 triệu nhá, để em đang bán với giá là 2 triệu. Đem về được hai con. Đem về được hai con nhá. Hai con này thì hát karaoke rất là hay. Phải phải xài vang số hay là xài vang cơ gì hết. Đấy, một mình con đi thôi là đánh được rồi. Nó có thể đánh được hai cặp bát 20 hoặc là một cặp bát 30 nha. Đấy, rất là đẹp này. Nó có những cái nút chỉnh hay là những cái cần gạt này, mình không ấy mình đóng lên. Đấy. Đóng lên. Rồi giá 2 triệu nha, 2 triệu một con. Đấy. Rồi và tiếp theo là một con đẩy 4 cân. Yamaha. Đây con này là thương hiệu Yamaha nha. Con này nó chạy nguồn xung. Đấy, nguồn xung rồi. Nó nguồn xung nó cứ như là nó không có tăng tăng phô nhá. Đây này, đã 4 cân này. Như em thấy là nó rất là dơ, nó là dính bụi thôi. Để về mình lau chùi đi thì nó sẽ sạch. Để 4 cân nha. Con này có thể đánh được 4 con bass 20. 4 con bass 20 rất là căng. Rất là mỏng nha. Rất mỏng nhưng mà đánh rất là lợi hại. Tiếng nó thì nó kéo loa rất khỏe anh em nhé, bởi vì cái dòng này em đã bán rồi, kéo loa rất khỏe luôn. Đây như anh em mình thấy là nó có công suất là 140W trên một cân nha. Đây 8 ohm và 70W trên 4 ohm. Đây 8 ohm nha. Và nó có 4 cặp loa đây là mình có thể đánh được hai cặp loa bass 20. Và đây là điện của nó, đây điện nó là 100V và 250W tiền tiêu thụ. Model nó là P4050. Đây con này hàng của Nhật luôn. Đấy, giá là 2 triệu rưỡi nhá. Giá 2 triệu rưỡi con này. Đánh rất là khỏe, chạy nguồn xung anh em nha. Chạy nguồn xung. Tuy nhỏ hơn mà đánh rất là cơ bó nhá, hàng của Nhật đấy. Đánh rất là khỏe luôn. Rồi, giá 2 triệu rưỡi nha, con này này. Nó còn cả tai thế này. Lâu thì nó sẽ sạch sẽ thôi ạ, nó chạy nguồn xung nhá. Đấy, con Yamaha này thì nó chạy nguồn xung, đánh rất là hay. Đây là nút công tắc này, còn đây là bốn nút volin của nó nhá. Đấy, bốn nút volin, tiếng này thì hay hay khỏi bàn rồi ạ. Rồi với tiếp theo nữa là một mẫu loại karaoke. Đây là mẫu loại karaoke V31 nha. Về được một cặp thôi, cặp này cũng rất là đẹp. Mình sẽ khui ra cho anh em xem. Nó cũng hơi dơ, nó dính bụi, nó hơi dơ. Mình khui đi, mình tháo ra thì nó sẽ sạch sẽ thôi ạ. Đây này anh em này, đây là loa Pioneer Karaoke
chuyên karaoke nha. V là V31. Đây, model của nó là V31. Con này hàng còn rất đẹp luôn này. Đẹp tuyệt vời đó. Cái bát nó hơi dơ nhá. Cái bát màu trắng này, nó hơi dơ này. Mình có thể lau đi. Giờ mình tuyệt đẹp. Đấy, giờ mình cái chất xoay luôn nha. Nó có cả chất xoay này. Đấy, bát nó hơi dơ, mình phải lau đi thì nó sẽ sạch lại. Đấy, hai bát nó hơi dơ. Đấy, như cặp này thì em đang bán với giá là 3,5 triệu nha. Đây này, chất xoay, những người xoay tùy theo mình thích nhá. Chất xoay, còn mặt sau của nó đây. Đây mặt sau của nó thì nó mất cái tem rồi, bị chảy, bị rắc cái tem rồi. Nhưng model con này là V31 nhá, đấy, V31, mất tem rồi. Thùng còn rất đẹp đây nè, em thấy thùng còn rất là đẹp luôn. Rồi 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu cặp này. Mình sẽ bấm cái căng vô, vâng, còn rất đẹp. Đấy, 3,5 triệu nha, Pioneer này. V là V31, đấy model của nó nhá, V31. Rồi và tiếp theo nữa là một loa karaoke rất là khủng của hãng Sony. Bát 50 nha, sẽ tháo cái căng này, tháo loa này cho anh em xem. Cái mẫu này quá khủng anh em, hôm nay khỏi bàn rồi. Đây em nha, em đã cuôi rồi đây. Thì về cấu hình của cái cặp loa này rất là khủng khiếp luôn. Em sẽ bóc ra cho anh em xem. Rất là khủng khiếp anh em ạ. Cặp này là bát 50 nha. Đấy, dòng bát 50. Từ trước tới giờ em mới thấy một cặp này đầu tiên. Quá trời băng keo nó dính rồi. Thôi mình để mình lột đi. Thì bây giờ mình sẽ lột cái căng bát của nó ra. Đấy, dòng bát chép của nó ra. Hay căng còn rất là đẹp này. Đấy. Đây là dòng loa cao cấp này. Cao cấp đến từ Sony nha. Em về trong đêm em cua ra cho anh em xem luôn. Cái bát của nó kìa, coi anh em có thể coi cái bát nó này. Rất là khủng khiếp à. Quá trời bát của nó rồi. Em sẽ bóc hết cái căng ra cho anh em xem. Một tay em quay một tay bốc hàng thì nó hơi khó tí anh em nhé, nên anh em cứ thông cảm mà coi từ từ ạ. Đấy, nó hơi chóng mặt xíu nhưng mà anh em coi đỡ cho em nhé. Đấy, đây mình là một cặp của nó đây, em sẽ quay xe lại cho anh em xem cho nó rõ. Đây một cặp của nó đây, rất là khủng luôn. Con này được sử dụng một bát 50 cm, một loa trung 20, một loa chép còi. Đây một loa chép còi và một loa trung còi nhá. Cái trung của nó làm mấy miếng lưới này làm gì này. Đấy, lưới có giật lưới này, cùng với một vi tinh chỉnh acoustic control. Đấy, nó dùng để làm chỉnh cái loa mic nhá. Còn model của nó đây là Sony, model là SSS890WR. Đấy, cái dòng model của nó đấy anh em ạ. Đấy, chung của nó đây, và nó chung của nó thì cực kỳ là sắc nét rồi, về bên đỏ này, còn gân là gân vải tẩm dầu luôn. Đây anh em có thấy là bản tẩm dầu này, nó có dạ quang lên này. Đấy, ánh sáng lên này. Đấy, cái vỏ tẩm dầu nhá. Mít của nó mít 20. Đấy, một con mít đất khủng khiếp ạ. Rồi và tiếp theo là một con bát. Bát này bát 50 nhá. Và nó con bát này từ trước giờ em mới là gặp lần đầu tiên cái cặp này. Đây là những cái vết dầu này, dầu người ta tẩm dầu lên này thì nó sẽ bị loang ra nhá. Đấy. Gân của nó là gân vải tẩm dầu.
gần của nó rất là đẹp luôn. Và nó cái gặp này rất là đẹp, karaoke thôi rồi. Cùng với hai lốt trong hơi nằm phía dưới nhá. Đây này, hai lốt trong hơi. Nằm phía dưới. Thùng vắt còn rất là đẹp. Đây, em vừa tới khu đã cho anh em xem luôn. Cặp này là bát 50 nha. Bát 50. Rồi, em sẽ quay mặt sau ra cho anh em xem. Cái tem loa của nó đây. Đấy. Tem loa của nó là Sony SSS890WR. Và có trở kháng là 6 ohm. Công suất cực đại là 320W trên một thanh loa nha. Đấy, công suất của nó rất là khủng luôn. Và được made in Japan. Đấy, con này là dòng máy xuất Nhật. Sony là dòng máy xuất Nhật nha. Đấy, 320W. Và nó con này cực kỳ ấn tượng anh em ạ. Đánh rất là khủng khiếp à. Đấy, về câu hình như thế này, 320W trên một thanh loa thì các bác có thể hát hò karaoke hoặc là mở nhạc đàn thì rất là vô tư nhá. Thậm chí có thể trưng bày cũng rất là đẹp này. Đấy, mình có thể nhìn thấy là nó rất là khủng khiếp luôn. Ở xa, ở ngoài đời á, thì nhìn nó rất là đẹp. Còn ở trong hình á, thì nhìn nó hơi bị hạn chế một tí nhá. Do nhìn nó không được thật như ở mình nhìn ở ngoài. Đấy, em sẽ quay xe ra cho anh em xem. Con này rất là khủng khiếp anh em ạ. Chép chép còi nha, chung cũng là chung còi luôn. Và được con này không phải là chung còi, nó cũng là chép còi luôn, chép kèm. Đấy. Còn chép này cũng là chép còi, nó hai loại chép luôn này. Và nó được một sử dụng một loa chung giấy bát. Loa chung giấy 20cm. Đường kính là 20 nha. Con này rất là đẹp rồi. Và nó là rất đẹp luôn. Còn phía dưới của nó là một cái bát 50. Bát 50 này. Và nó có ghi Sony model của nó là 890. Đấy, cái từ này là từ quốc nghĩa là đánh súp nhá. Súp của nó đây, súp của nó là bát 50. Và nó con này rất là khủng khiếp à. Rồi, và cặp này em sẽ báo giá luôn là 20 triệu đồng. Đấy, 20 triệu nhá. Rất là cao to đẹp trai. 20 triệu bát 50 nhá. Con này bát 50, anh em có thể trưng bày phòng khách cũng rất là tuyệt vời. Sang chảnh luôn ạ. Cực kỳ sang chảnh luôn. Đấy, giá là 20 triệu đồng. EK con này còn đầy đủ nhá. Rồi, giá 20 triệu đồng nhá. Rồi, và tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu đến anh em một con đẩy. Đây là một mẫu đẩy hàng của Nhật nha. Đây là những cái mẫu đẩy này là mẫu đẩy có tên là Foster. Đây, cái tên của nó cũng như là model anh em nhé. Foster model là AP3009 và nó có hai cái giá đèn LED đây nè. Hai cái giá đèn âm lượng nhá. Đấy. Và một nút trong volume của nó rất là to này. Về cái con này thì cấu hình của nó được sử dụng là 40 sò nha. Đấy, 40 sò, một cấu hình rất là tuyệt vời. So với lại cái dòng của Nhật, của Mỹ, đẩy Nhật tại Mỹ nhá, thì nó sử dụng được 40 sò. Đấy, 40 sò này thì nó có thể đánh được 2 đô 30. Anh em nhá, 2 đô 30. Rất mạnh luôn, rất là khỏe. Nó hơi cố một tí thôi, nhưng mà mình lau chùi vệ sinh lại thì nó sẽ đẹp. Rồi mặt sau của nó đây. Nó hơi cố tí nhá, nó dính bụi bẩn này. Đấy, nó hơi cố tí. Đấy, con này nó điện 100V, made in Japan và công suất của nó là 730W. Đây một mức công suất rất là tuyệt vời. Nó cũng rất là khủng nha. 730W. Rồi, bên đây là những cái cầu loa cũng như là đường in đường out ra. Đấy. Ôi, con này khủng quá khủng anh em ạ. 730W thôi, rất là khủng luôn. Đấy, 40 sò nhá, nó chạy 40 sò. Đánh thì thôi rồi, tan nát tình làng như xóm thôi ạ. Và đây em sẽ mở ra cho anh em xem luôn. Cho anh em xem cái rụt gan của nó nhé.
khá nhiều ốc ạ. Đây, đây là những cái linh kiện của nó nhé. Như anh em có thể thấy này, nó sử dụng tăng phô tròn. Tăng phô này cũng rất là to, nặng, cực kỳ nặng. Và mặt điện của nó đây, rất là nhiều. Chi chip mặt điện. Và anh em có thể để ký cái hàng sòn của nó đây nha. Ở trên này thì nó được sử dụng 20 con. Và nó còn 20 con, nó nằm ở phía dưới này nữa nhé. Đây, tổng cộng là 40 con. Bởi vì cái con này bên Campuchia thì em cũng đã kiểm tra rồi, nó chạy tới 40 con lận. Và cái hàng trên này là 20 con này, hàng dưới là 20 con nữa là 40 con. Anh em lưu ý cho em nhé, nó chạy rất là khỏe. Nó tán được 2 đôi 30 nha. Đấy, tán được 2 đôi 30. Có những con cờ rao 1200 hay là cờ rao 800 thì chắc thua con này xa. Đấy, về sức mạnh. Đấy, 40 con nhé. Rất khủng khiếp luôn. Mặt nó chi chít đây nè. Và nó mặt nó chi chít luôn anh em ạ. Còn rồi về giá thì em sẽ bán con này là giá 8 triệu đồng. Đấy, một mức giá rất là cũng mềm so với những cái con cờ rao nha. Đấy, những con cờ rao thì nó cũng tầm như con 1200 thì nó cũng tầm mười mấy triệu rồi. Đấy, con này em sẽ bán với giá là 8 triệu đồng. Đây là hàng Nhật nhá. Hàng Nhật xịt nồi, điện 100V. Và nó có những nút volin này cùng với lại những cái dãy đèn led nó nhấp theo nhạc nhá. Đấy, nó nhấp theo nhạc thì nó sẽ rất là đẹp. Model là Porter AP3900. Rất là khủng khiếp luôn. Đấy, giá 8 triệu nhá. Con này anh em nào mà không mua về chơi karaoke gia đình thì phí lắm ạ. Bởi vì chất âm nó rất là hay. Những cái dòng này thì em cũng đã bán rồi. Em cũng xài qua rồi nên em biết ạ. Rồi và tiếp theo nữa là em sẽ khui thêm tiếp một kiện âm ly đấy nhá. Đây là những con âm ly Sansui. Trước mắt anh em là một con Sansui model là AUD607X. Đấy, những cái dòng này nghe nhạc thì rất là hay rồi. Chuyên bolero hải ngoại nha. Em khui ra luôn. Đấy, những cái con này thì nó bị móp đây này. Nó bị móp chỗ này này. Em sẽ xử lý lại cho anh em nhé. Còn về công suất của nó đây là nó chạy điện 100V, công suất là 230W. Đấy, 230W và con này hàng của Nhật xịn nồi nhá. Nó chạy 8 sò này. Đấy, như anh em mới thấy này, 8 sò nhá. Đấy, 8 sò. 8 sò than đen. Con đi này em sẽ lấy ra để cho anh em xem, còn hai con nữa. Đấy, một tay quay một tay thì lấy hàng hơi bị khó nhá, nên em sẽ bấm tạm dừng khúc này anh em nhé. Rồi em cũng lấy được ba con này ra rồi nhá. Đây này thì trước tiên thì em sẽ quay cho anh em xem model của nó. Đây em về được ba con, thì một con là mặt nhám và hai con là mặt gương. Đấy, nó còn dính nguyên là mút này, còn rất đẹp nha. Đây là mặt gương này, có màu đen của nó là Sansui Âu A+607 và phía dưới cũng vậy, cũng là Âu A+607. Hai con là mặt gương nha, và một con Âu D607X. Đấy, những con này thì nó đánh rất là hay, nó có cả lô đét nữa nha. Nó hỗ trợ được lo led nữa. Rồi sẽ quay mặt sau cho anh em xem thông số của nó đây. Đây còn về cấu hình của nó là nó được sử dụng điện 100V, công suất khủng là 240W. Đây một công suất rất là, có nghĩa là rất là mạnh so với những dòng âm ly Nhật nha. Câu lò nó đây rất là to và chắc chắn này. Ba con này em vừa tới trong đêm luôn.
thì hàng có rất đẹp, hàng nguyên chi và nguyên xịn cho anh em nhá. Nó chỉ là dính bụi bẩn thôi bà con này, em vừa về tới luôn. Rồi còn về giá thì là bằng giá nhau hết. Ba con này sẽ có giá là 5 triệu rưỡi một con, 5 triệu 500 ngàn nha. Và cái con 6L7 ít, nó có hai hồ má gỗ này. Đấy, anh em thấy là rất là bóng này, hai hồ má gỗ nó rất là bóng luôn, nó rất là đẹp này. Đấy, hai hồ má gỗ nha, đồng giá là 5 triệu rưỡi hết. Ba con này đồng giá 5 triệu rưỡi hết. À, nó có cả lô đét nữa nhá, và đầy đủ chức năng như những con chức âm ly khác, đánh cộng A cộng B, rất là tuyệt vời. Và những cái con này thì nó được sử dụng mà nó chạy cũng 8 con này, một tăng phô của chăn xuôi, đặc trưng của dòng chăn xuôi này, chạy 8 con mà chúc mà sau đều đẹp. Ba con này đồng giá là 5 triệu rưỡi nha. Và tiếp theo cũng là một mẫu đẩy hàng của Nhật. Đây là một mẫu đẩy chạy 16 sò, có model là, có thương hiệu là APA. Đây là con đẩy 2 cân nha. Đây nào, như anh em có thể thấy này, nó rất là nhiều linh kiện ở trong đây. Bởi vì tối quá rồi, em không có thời gian để mở nó ra. Nó chạy 16 sò, tăng phô rất là to, tăng phô vuông nha, rất là to và rất là nặng luôn. Đây nó có con này thì nó có thể đánh được 2 đô bát 25 nha. Đấy, 2 đô bát 25. Và phía trước là hai nút volin. Đây, hai nút volin của nó rất là to. Cùng với lại những cái đèn ở đây. Đấy, hôm nay thì nó hơi tối rồi, điện thoại em này thì nó hết pin. Tâm ra thì nó không còn đèn led nữa, nên nó tối quá tối rồi. Thì em sẽ báo giá nhanh con này luôn là 6 triệu đồng nha. Đấy, 6 triệu. Hơi tối một tí, 6 triệu nhá. Rồi xong rồi, trong đêm hôm nay thì em về được một ít hàng này thôi. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu những mặt hàng nào mà em vừa khui ra đấy thì hãy chụp hình lại rồi gửi qua bên Zalo cho em nhé, để em sẽ báo nó thống kê lại chi tiết cho anh em biết thêm về cái thông tin về sản phẩm. Rồi mọi chi tiết thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0966 812 781, ship hàng toàn quốc. Và anh em lưu ý là đừng có nhà máy nhé, bởi vì dạo này cũng rất là nhiều bà bác cứ nhà máy thôi, cứ nhá lần hai lần cứ nhá suốt thôi ạ. Đấy, nhiều bác không có dám mà gọi một cuộc điện thoại nữa cơ, cứ nhà máy thôi. Thế nên anh em nào mà cứ mua nhiệt tình thì hãy gọi điện trực tiếp cho em. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào tạm biệt.